Em chào các bác. Hôm nay lại gửi đến các bác một cặp loa Mỹ. Tuy nhiên cặp này thì nó rất là ít. Nó rất là ít về. Em cũng không hiểu tại sao. Tại vì về thì em thì thường hay rất là nghiên cứu về cái loa đấy khi nó sản xuất mới, nó có bao nhiêu đôi rồi cấu hình nó như thế nào. Tóm lại là những cái thông tin gì có về loa là em rất hay xem. Tuy nhiên riêng với những cái dòng Infinity Kappa này thì cái số lượng của nó thì chưa check được cái thông tin gì cả. Tóm lại là nó rất ít. Kappa từ Kappa 6, Kappa 7, Kappa 8 và đặc biệt là Kappa 9. 9 và 6 là hai dòng ít. Đây là cặp Kappa 6 các bác nhá. Tép emit đặc trưng của dòng Kappa này. Rốn polydom này. Bass 25 này. Đây là một cặp loa Mỹ cho chất âm rất là hay. Bass nó mềm. Trung cũng mềm. Đấy. Bình thường anh em hay để ý là trung nó phải bay tiếng. Cái tiếng trung ấy, nhưng mà trung con này nó vừa bay mà nó lại mềm cơ. Còn tép emit thì là đặc trưng của dòng tép của dòng Infinity Kappa rồi. Tép nó rất là mịn. Đấy, cặp này về trong tình trạng là rất là yêu cho các bác nhá. Đấy, nhìn các bác nhìn vân gỗ này, rất là đẹp. Mặt của nó là có một cái lớp nỉ nhung. Tất cả những cái dòng Kappa 6, Kappa 7, Kappa 8, Kappa 9 thì mặt nó đều có cái nỉ kiểu đấy. Để nó tiêu âm cho nó hay. Đấy, con âm ly em ghép là con Lickman 103 chạy dề đèn. Các bác nhìn hai cái bóng đèn đấy. Con này thì đánh nó mang lại cái chất âm, nó đúng chất âm đèn luôn. Mặc dù nó là một con âm ly bán dẫn thông thường chạy sò nhưng mà nó chạy dề lại là bóng đèn. Đấy, do đó chất âm của nó rất là mềm mại. Đặc biệt là khi kết hợp với cặp Infinity Kappa 6 này. Anh em để ý nhé, Kappa 6, Kappa 7, Kappa 8, Kappa 9, cái tinh chỉnh đằng sau và cái khuôn loa để cái dây loa đằng sau làm rất là lớn. Đấy là cái thiết kế của dòng Kappa. Đấy. Đây là đằng sau của con Lickman 103, điện 100V, hàng Nhật nội địa, điện 100V các bác nhé. Đấy. Cấu hình này em vẫn tiếp tục ghép trên lấy nguồn nhạc là từ máy tính. Một cái nguồn nhạc hết sức phổ thông mà bất cứ anh em nào cũng có thể ngồi nhà và check được. Thì nó sẽ dễ nghe hơn. Anh em nào mà nghe những cái bài test như này, nếu có tai phone thì đeo tai phone vào. Thì nó sẽ gọi là rõ ràng hơn một chút. Đấy, còn thực tế thì ra ngoài hợp lý hơn. Cấu hình con này thì nó là bass 25 các bác nhé, em đã nói rồi. Nó tương đương với cả những cái dòng lấy 600 của Mỹ, của JBL đấy. Bass 25 tiếng cực kỳ tốt, mềm, lực. Đôi loa đáng để sưu tầm với thiết kế rất là đẹp. Mời các bạn nghe thẩm âm của cái bộ này.